Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Thành phố Châu Đốc chủ động tập trung phòng chống dịch Covid-19, trước hết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 5 tháng 10, thành phố Châu Đốc không ghi nhận ca mắc mới. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 102 trường hợp, trong đó có 2 F0 của huyện An Phú, xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 4 F0, bệnh viện đa khoa Nhật Tân 4 F0. Ngoài ra, bệnh viện đa khoa Nhật Tân còn điều trị 21 F0 của huyện An Phú, 80 F0 của huyện Phú Tân, 2 F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 4, tiểu học A Vĩnh Quân 47, thực tế 50 người do có 3 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 17 trẻ em. Mẫu giáo Anh Đào 41, thực tế 43 người do có 2 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 9 trẻ em. Như vậy, lũy kế từ đầu đợt dịch đến ngày 5 tháng 10, tại thành phố Châu Đốc ghi nhận 287 ca mắc Covid-19, trong đó tái dương tính là 7, khỏi bệnh 175, tử vong 10. Cách ly tập trung quản lý 1.395 người, 1.583 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Quản lý cách ly tại nhà 381 người và 3.643 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Với sức lây lan nhanh chóng, diễn biến phức tạp và khó lường của biến chủng Delta, Ban chỉ đạo thành phố đề nghị nhân dân đề cao cảnh giác trước dịch bệnh, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, đồng thời phát huy cao nhất tinh thần nghĩa tình, nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái, san sẻ giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng lên án, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Tin tưởng sự lãnh đạo triển khai công tác phòng chống dịch của tỉnh, của thành phố, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ngay cả khi đã tiêm đủ 20 vaccine và đang ở trong vùng xanh. Không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, tăng cường đi chợ online, đặt hàng qua điện thoại để hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc đã đến thăm động viên các lực lượng nấu ăn, nhà hàng qua Diên Phương Nam, cung cấp những suất ăn sáng cho người dân ở các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trở về quê cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Những ngày qua, hàng ngàn người dân lao động từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê. Thành phố Châu Đốc đã quy động hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tiếp nhận và chăm lo an sinh xã hội cho bà con một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, có rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, thức ăn nhanh, nước uống, các đồ dùng sinh hoạt cho người dân. Trong đó có nhà hàng Qua Chiên Phương Nam, cung cấp mỗi tuần 3 ngày vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Một ngày 400 phần ăn sáng cho người dân đang được cách ly tại các cơ sở cách ly của thành phố. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Văn Bảo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà hàng Qua Diên Phương Nam đã cùng với chính quyền địa phương chung tay chăm lo, hỗ trợ cung cấp suất ăn sáng cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về quê đang được cách ly tại các cơ sở cách ly của thành phố Châu Đốc. Đồng thời, động viên các anh chị em đang tham gia nấu ăn tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, nhiệt tình tham gia chế biến nấu ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ các chất dinh dưỡng để người dân có đủ sức khỏe hết thời gian cách ly trở về nhà. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp rà soát các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 6.070 người, đạt trên 71% so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 5.265 người, đạt 81,59%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 805 người, đạt 38,5%. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 78.255 người, chiếm khoảng trên 88% người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Trong 8 tháng qua, do dịch Covid-19 lại diễn biến hết sức phức tạp nên các công ty doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn, dẫn đến giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số hội nghị do bưu điện tổ chức tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế chưa đạt theo kế hoạch. Bên cạnh đó, kéo theo kinh tế hộ gia đình rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc người dân tham gia bảo hiểm y tế mới giảm nhiều so với các tháng trước. Công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 65.145 lượt người, với số tiền chi trả 7.560 triệu đồng. Công tác cải cách hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 5.136 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua giao dịch điện tử 4.533 hồ sơ, tiếp nhận qua giao dịch bưu chính là 35 hồ sơ. 3 tháng cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc phối hợp trường học, phường xã, tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021-2022 đạt 100%, cài đặt ứng dụng VSSID học sinh đạt trên 80%, tận dụng lợi thế của các hệ thống đại lý và bưu điện được ưu tiên cấp phép đi lại để vận động tuyên truyền giữ vững đối tượng đáo hạn và khai thác đối tượng tăng mới, phối hợp các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần bảo vệ và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Cũng trong ngày 5 tháng 10, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, dẫn đầu đoàn công tác thành phố đến thăm, tặng các vật tư y tế, sữa, bánh ngọt cho người dân đang ở tại các khu cách ly, trường tiểu học Lê Lợi, Chu Văn An, trung học cơ sở Phạm Hùng và trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đinh Văn Bảo đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của bà con, động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, đoàn đã trao tặng 6.500 chiếc khẩu trang, 4 thùng nước sát khuẩn, 40 thùng sữa, 40 túi bánh ngọt và bình đun nước siêu tốc từ nguồn vận động hỗ trợ của câu lạc bộ Cà phê sáng, nhóm thiện nguyện Ái Lê và Thành đoàn Châu Đốc. Ngày 5 tháng 10, ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B, trao tặng 400 phần quà cho khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Lê Lợi. Mỗi phần quà được trao gồm mì, sữa, ấm siêu tốc, bánh ngọt và các nhu yếu phẩm từ nguồn vận động của nhóm San sẻ yêu thương, nhóm thiện nguyện bạn Di Thư, Phạm Thư cùng các mạnh thường quân bà Lê Thu Tâm, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Đằng, bà Nguyễn Thị Chính, khóm Châu Thị Ba, phường Châu Phú B hỗ trợ. Đây là việc làm ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn với những người trong khu cách ly tập trung, thể hiện tinh thần và đạo lý tương thân tương ái của dân tộc ta, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Qua 9 tháng đầu năm 2021, phường Châu Phú A tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện các kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè. Tổ trật tự phối hợp với công an, lực lượng bảo vệ dân phố phường và đội trật tự đô thị thành phố tổ chức 404 cuộc tuần tra, nhắc nhở 3.361 trường hợp bày bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, vận động các hộ mua bán trên các tuyến đường trung tâm vào khu vực chợ mới mua bán. Qua đó, phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 170 trường hợp để xe dưới lòng lề đường trái quy định với số tiền 35.940.000 đồng. 3 tháng cuối năm 2021, phường Châu Phú A sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch văn minh đô thị trên địa bàn phường, tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về thương mại dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh mua bán niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện để các hộ tiểu thương thuận lợi trong kinh doanh mua bán, chú trọng khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch hiện có, đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm thu hút khách du lịch đến với thành phố Châu Đốc, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. Bên cạnh đó, phường Châu Phú A sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch phối hợp lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn phường. Tổ quản lý chợ tiếp tục phối hợp với công an, lực lượng bảo vệ dân phố và đội trật tự đô thị phường thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Châu Phú A đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành lập Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Đảng ủy phường phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, bí thư chi bộ khóm trong phòng chống dịch bệnh. Cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nêu gương, không được chủ quan lơ là trước tình hình dịch bệnh, tuyên truyền vận động người thân, gia đình và bà con tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân đồng tình cao với các biện pháp phòng chống dịch của địa phương. Các lực lượng phòng chống dịch của phường, tổ Covid-19 cộng đồng của các khóm đã đến từng nhà dân để vận động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xác định nhóm đối tượng nguy cơ cũng như khẩn trương tiến hành công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng và đưa các trường hợp F1, F2 đi cách ly tập trung, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Với quyết tâm khống chế dịch bệnh, trong đợt dịch lần này, toàn phường Châu Phú A có 71 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, phường Châu Phú A đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Hiện phường Châu Phú A đang từng bước khống chế được dịch bệnh, chuyển từ vùng cam sang vùng xanh an toàn. Cấp ủy chính quyền, đoàn thể, các lực lượng phòng chống dịch và người dân phường Châu Phú A vẫn tiếp tục nỗ lực để bảo vệ vùng xanh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, từng bước khôi phục phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thời gian qua, công tác an sinh xã hội được các ngành các cấp quan tâm thực hiện tốt, hỗ trợ chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn phường. Từ đầu năm đến nay, phường Châu Phú A đã vận động tiền và hiện vật được gần 1 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cho 19.067 lượt hộ, trong đó có 372 lượt hộ cận nghèo, 18.695 hộ khó khăn, với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Cấp phát 12.836 kg gạo, hơn 1.000 thùng mì, 2.312 chai nước tương, 2.326 chai dầu ăn, 2.353 bịch bột ngọt, 639 chai nước mắm, 13.735 quả trứng, 2.113 lon sữa, 1.065 kg đường cát, 258 kg muối, 31.120 kg rau củ quả, 441.973 vật phẩm khác, gồm cá mồi, khô, cá, cơm hộp, vân vân. Bên cạnh đó, gian hàng không đồng còn hỗ trợ thêm các suất ăn sáng, trưa, chiều cho lực lượng các chốt trực và hỗ trợ tiền xăng cho 2 chiếc xe tuần tra vận chuyển hàng không đồng hỗ trợ người dân với tổng số tiền là 217.430.000 đồng. Bên cạnh đó, phường Châu Phú A triển khai và thực hiện phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng bán vé số dạo gặp khó khăn do dịch Covid-19 được đảm bảo và kịp thời đến người dân. Đến nay, phường đã phát được 2 đợt với 138 trường hợp, tổng số tiền là 207 triệu đồng. Ra soát lập danh sách 2.284 người lao động tự do bị mất việc làm, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ người dân theo quyết định số 1856 trên QĐ UBND ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Quân nói riêng và thành phố Châu Đốc nói chung, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Quân chỉ đạo các trưởng khóm cho người dân ký biên bản cam kết vận động người thân đang sinh sống làm việc ngoài tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương không trở về địa phương. Hiện phường Vĩnh Quân có 462 hộ, có 963 người thân đang đi làm ăn xa ở các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, phường Vĩnh Quân cũng đã cho các hộ dân này cam kết vận động người thân, ai ở đâu ở đó, không nên đổ về quê thời điểm này. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng, góp phần chung sức đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc thư ngỏ: trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, một bộ phận người dân thành phố Châu Đốc đi tìm việc làm mưu sinh ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Cuộc sống của những người dân này bị ảnh hưởng không nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nay càng khó khăn hơn khi trở về địa phương. Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian qua, nhân dân thành phố đã có sự tự nguyện đóng góp, hỗ trợ bằng những hoạt động thiết thực, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn vượt qua, ổn định cuộc sống. Thay mặt Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những tình cảm, trách nhiệm, những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Thời gian tới, dự báo dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó khăn và còn nhiều thách thức. Đặc biệt hiện nay, một bộ phận người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa phương đang được cách ly tại các cơ sở cách ly của thành phố, rất cần sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn chung. Để tổ chức tốt hoạt động thiết thực này, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và nhân dân thành phố cùng chung tay đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tùy theo khả năng, điều kiện của mình. Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Điện thoại 0296 3866 561. Tài khoản Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Mã số 302 3224. Số tài khoản 37610 302 322 491046. Mở tại kho bạc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Ban thường trực, Chủ tịch Nguyễn Phúc Quang. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, Trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế tổ chức trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Thực hiện chương trình Sống và Máy tính cho em năm học 2021-2022, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế đã trao tặng 9 chiếc điện thoại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty Viễn thông Diệt Theo chi nhánh Châu Đốc hỗ trợ 9 SIM điện thoại kèm theo gói data 5G trên 1 tháng trong suốt 13 tháng. Với gói cước 600.000 đồng trên 1 năm, tổng trị giá các thiết bị trên 24 triệu đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Sống và Máy tính cho em do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phát động nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học tập online khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tháng 9 năm 2021. Ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế, Xã hội đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố một số nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế và lĩnh vực kinh tế xã hội. Được biết, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chợ Cống Đồn, xã Vĩnh Tế hiện có 57 tiểu thương buôn bán cố định và gần 20 hộ buôn bán vãng lai. Hiện nguồn hàng tại chợ đảm bảo cung cấp cho người dân, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả thị trường ổn định. Ban quản lý chợ thực hiện các biện pháp siết chặt, quản lý nghiêm các tiểu thương và người dân ra vào khu vực chợ, chỉ mua bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày trong thời gian giãn cách. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh, buôn bán qua hệ thống loa tại chợ. Tăng cường tuần tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người bán cũng như người mua. Đồng thời nhắc nhở tiểu thương buôn bán chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại chợ, qua đó nâng cao ý thức của người dân, góp phần sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Tính đến nay, vụ lúa thu đông năm 2021 trên địa bàn thành phố Châu Đốc, nông dân đã xuống giống dứt điểm, đạt 100% so kế hoạch. Hiện lúa đang trong giai đoạn mạ làm đồng, lúa phát triển tốt. Có 47 hectare diện tích lúa bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ. Thời tiết âm u, mưa nhiều những ngày cuối tuần, bà con cần thăm đồng và quan sát kỹ để phát hiện đối tượng dịch hại, phòng trị kịp thời, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá. Bệnh đạo ôn lá trên lúa mạ đến đẻ nhánh, đây là giai đoạn lúa rất dễ bị nhiễm từ trung bình đến nặng. Khi xác định lúa bị bệnh đạo ôn lá, tiến hành phun thuốc phòng trị, tạm quản bón phân nếu lúa đang bệnh và không phun phân, bón lá chứa đạm. Sau khi phun thuốc phải kiểm tra dịch bệnh. Nếu dịch bệnh còn nhũng nước, phải phun lại lần hai. Khi phun nên phun kèm chất bám dính. Để hạn chế chuột, bà con nên dùng các loại thuốc bã mồi được phép lưu hành tại Việt Nam và sử dụng theo khuyến cáo của bao bì. Không nên dùng xịt điện, rất nguy hiểm đối với người đi đồng. Để phòng trị sâu cuốn lá, cần phát hiện khi sâu còn nhỏ mới cuốn vào lá. Phát hiện bằng cách hạ thấp người xuống ngang với mặt lúa, sẽ thấy các lá sâu mới cuốn vào, có màu tối hơn bình thường. Khi đó sâu khoảng tuổi 2, dễ chết khi trúng thuốc. Trong quá trình sản xuất, bà con nông dân cần hạn chế phun ngừa dịch hại mà tăng cường thăm đồng để phát hiện sớm dịch hại, áp dụng giải pháp phòng trị phù hợp. Ngoài ra, do giá vật tư phân bón tăng cao trong thời gian vừa qua, bà con nông dân nên áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp theo IPM, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật theo chương trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, đặc biệt nên giảm lượng giống gieo xạ, bón phân cân đối và tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ để tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Đối với tiêu thụ lúa, bà con chủ động liên hệ với các tổ hợp tác xã hoặc các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thu mua lúa để ký kết hợp đồng sản xuất, tránh hiện tượng không có nơi tiêu thụ vào cuối vụ, gây ảnh hưởng đến chất lượng lúa sau thu hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình liên hệ ký kết hợp đồng sản xuất, bà con phải tìm hiểu kỹ hợp đồng, thỏa thuận để tránh bị vụ lợi, gây thiệt hại về kinh tế. Nếu phát hiện trường hợp vụ lợi trong sản xuất tại địa phương, phải báo ngay cho cơ quan chức năng can thiệp giải quyết. Trước thực trạng một số người dân từ các tỉnh, thành phố đang có dịch tự phát di chuyển về địa phương, có nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh trở lại trong cộng đồng khi độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn còn thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đồng thời gây khó khăn trong công tác bố trí cách ly, phân loại xét nghiệm, thu dung điều trị, đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện các nội dung sau. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của tỉnh, thành phố và kế hoạch tiếp nhận công dân từ các địa phương khác trở về. Những vấn đề khó khăn chung của tỉnh, thành phố khi người dân tự phát trở về địa phương sẽ tạo áp lực rất lớn trong công tác tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm, thu dung, điều trị và đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, gây bùng phát dịch trong thành phố là rất lớn, đồng thời cũng tăng thêm gánh nặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và làm cho ngành y tế bị quá tải vì cơ sở, trang thiết bị, nguồn nhân lực địa phương không thể đáp ứng. Khuyến khích vận động kêu gọi các gia đình có người thân đang lao động học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ không nên rời khỏi địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần ai ở đâu ở đấy và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Công dân có nguyện vọng trở về địa phương có thể tiếp tục đăng ký để được đón về quê theo kế hoạch số 01 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang. Công an thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát cố định tiếp giáp với các huyện thị lân cận, kiểm soát 100% người và phương tiện ra vào địa bàn thành phố, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp người dân tự phát trở về địa phương mà không khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức dẫn các đoàn xe rước công dân tự phát từ các tỉnh thành có dịch COVID-19 về thành phố cách ly theo quy định. Ban chỉ huy quân sự thành phố rà soát kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung của thành phố, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận khi có yêu cầu. Phối hợp phòng y tế đảm bảo công tác hậu cần cho người được cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Phối hợp trung tâm y tế bố trí, sắp xếp các đối tượng vào các phòng cách ly phù hợp sau khi đã được sàng lọc phân loại, đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố cân đối, bố trí ngân sách nhà nước, hỗ trợ tiền ăn đối với công dân Châu Đốc, ngoài tỉnh, tự phát về địa phương, đang thực hiện cách ly tập trung với định mức 40.000 đồng một người một ngày trong vòng 7 ngày, tính từ ngày 3 tháng 10 năm 2021. Trong trường hợp thiếu hụt, báo cáo ngay về Sở Tài chính để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí. Trung tâm Y tế thành phố khi tiếp nhận người về tiến hành sàng lọc phân loại theo nhóm nguy cơ, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, tiêm 1 mũi và chưa tiêm vaccine để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, tránh lây nhiễm chéo tại các điểm cách ly y tế tập trung. Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người dân tự phát đi về từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 theo công văn số 3159 ngày 2 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang. Bố trí đầy đủ đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn cho các lực lượng và nhân lực tham gia vào công tác đón người ngoài tỉnh về địa phương phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường vận động xã hội hóa để bổ sung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đồng thời vận động nhà hảo tâm mạnh thường quân hỗ trợ thêm 40.000 đồng một người một ngày trong vòng 7 ngày cho công dân Châu Đốc ngoài tỉnh tự phát về địa phương đang thực hiện cách ly tập trung do nguồn ngân sách không đảm bảo 80.000 đồng một người một ngày. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các phường xã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và qua thân nhân của người lao động, khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống, được tạo điều kiện tiêm vaccine đủ 2 liều, không di chuyển tự phát về địa phương. Trong trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ hướng dẫn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã phường ra soát nắm chặt địa bàn kịp thời phát hiện người từ địa phương khác về, chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng hàng ngày ít nhất một lần đến từng hộ dân trên địa bàn thăm hỏi, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận khi có yêu cầu. Phân công các hội đoàn thể, khóm ấp, tổ dân phố, quản lý theo dõi các trường hợp được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đối với các trường hợp đủ điều kiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, quan tâm chăm lo đời sống người dân khi trở về địa phương sinh sống như gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Châu Đốc có vị trí địa lý khá đặc biệt, cửa ngõ giao thương lưu thông hàng hóa quan trọng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia qua đường thủy và đường bộ. Đồng thời, thành phố có mật độ dân cư đông đúc nên Châu Đốc được xác định là địa bàn phức tạp, nhạy cảm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Do đó, thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã quyết tâm nỗ lực và có những biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thành phố Châu Đốc chủ động tập trung phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt, khống chế có hiệu quả, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh được thực hiện tốt, đời sống và sức khỏe của người dân được bảo vệ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cho người dân. Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội mang hiệu quả thiết thực như mô hình đi chợ giúp dân, gian hàng không đồng, cửa hàng không đồng, chuyến xe không đồng. Công tác an ninh trật tự được ổn định, công tác quản lý nhà nước về phòng chống dịch được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Thành phố thực hiện tốt việc kiểm soát chặt địa bàn, kiểm soát 100% người, phương tiện ra vào địa bàn thành phố từ biên giới đến nội địa, cả đường bộ và đường thủy. Đặc biệt, địa phương đã thực hiện tốt việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên toàn địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 để chủ động phòng chống dịch, giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng. Hiện địa phương đang xây dựng và tăng cường các biện pháp để bảo vệ vùng xanh an toàn, giúp ngăn chặn, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, kiểm soát tốt, tiến đến giữ vững, mở rộng vùng xanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Châu Đốc vẫn còn một số hạn chế do một bộ phận người dân ý thức chưa cao, còn chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên thế giới và nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp kéo dài, đòi hỏi thành phố phải tăng cường công tác phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được với quan điểm chấp nhận, sống chung với dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa để kiềm chế dịch bệnh, cùng phương châm thu hẹp chuyển hóa vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh. Theo đó, Châu Đốc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn thành phố, thực hiện tốt công tác tầm soát, dập dịch, phong tỏa diện hẹp, mở rộng phạm vi thực hiện quản lý, theo dõi đối tượng F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. Chuẩn bị các trang thiết bị và nhân lực y tế cần thiết để điều trị F0 có triệu chứng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, ngành y tế thành phố tập trung đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng chống dịch COVID-19 thành phố, ra soát lại các ổ dịch, đề xuất việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phù hợp với tình hình thực tế của 3 phường Châu Phú A, Châu Phú B và Vĩnh Quân. Công an thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt 24 trên 24 giờ tại các chốt kiểm soát cố định tiếp giáp với các huyện, thị xã lân cận, kể cả đường bộ và đường thủy, kiểm soát 100% người và phương tiện ra vào địa bàn thành phố, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Người vào địa bàn thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, thực hiện bằng test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR. Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai kế hoạch thực hiện vùng xanh an toàn phòng chống dịch tại địa phương. Riêng địa bàn phường Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Quân khẩn trương xét nghiệm, bóc tách toàn bộ F0 tại các khu phong tỏa, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra trong khu vực phong tỏa, không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Nghiên cứu đề xuất thí điểm mở rộng các đối tượng F0 không triệu chứng và F1 được cách ly y tế tại nhà khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra lưu động để xử lý hành vi ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người nơi công cộng, bố trí lực lượng tại các cửa ra vào chợ để kiểm tra phiếu đi chợ, tiếp tục hỗ trợ thực hiện gian hàng không đồng và thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, dù số lượng người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai di chuyển tự phát về An Giang rất lớn, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực tiếp nhận, đảm bảo đưa đón về địa phương trật tự an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo quy định. Tỉnh An Giang và các địa phương còn đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội khi người dân về quê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp phát sinh thêm tình huống mới, người dân tự phát trở về quá nhiều, đa phần chưa tiêm vaccine, cần khẩn trương điều chỉnh giải pháp phù hợp. Hiện các điểm cách ly đã quá tải, trường học trưng dụng tạm nên không đảm bảo chống dịch. tỉnh rất lo lắng, tập trung mọi giải pháp linh hoạt để đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu khi sàng lọc, nếu test nhanh âm tính thì cân nhắc đưa người dân về cách ly tại nhà, dán bảng cảnh báo, căng dây và cam kết tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch, giao tổ dân phố, khóm ấp theo dõi hàng ngày. Lưu ý nếu trong nhà có người già, người có bệnh nền phải bố trí ở riêng, nhà chật hẹp đông người không đảm bảo nên bố trí ở khu cách ly tập trung. Đối với địa phương có điều kiện có thể bố trí cách ly phù hợp thực tiễn như ở nhà nghỉ, khách sạn. Khi có vaccine ngừa thì các địa phương nên tiêm bổ sung đủ liều để bà con yên tâm. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, vận động xã hội hóa để cung cấp lương thực thực phẩm cho nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bảy Tám cho biết, đa phần là hộ gia đình đi cùng nhau, số lượng trẻ nhỏ khá nhiều. Do đó, trong quá trình đưa người dân di chuyển về địa phương, huyện bố trí xe cứu thương để kịp thời hỗ trợ. Trong quá trình phân loại cách ly, chúng tôi đặc biệt quan tâm người yếu thế như trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh, người già, người có bệnh nền để cách ly riêng, có chế độ chăm sóc phù hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thành lập 2 tổ công tác đặc biệt tiền phương và hậu phương. Tổ tiền phương với lực lượng nòng cốt là đội ngũ y tế, công an, chủ động phối hợp thành phố Long Xuyên, thu thập tốt thông tin, xét nghiệm thần tốc, khẩn trương để sớm sàng lọc phân loại và tổ chức dẫn đoàn đưa về địa phương. Tổ hậu phương tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội, chung tay chăm lo cho bà con trở về quê, đồng thời sát cánh cùng các xã, thị trấn, dẹp dọn, vệ sinh, bố trí chỗ ăn nghỉ để đón bà con về điểm cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết, để đảm bảo mọi điều kiện tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương cách ly, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn chuẩn bị khu cách ly đảm bảo đủ số lượng công dân của địa phương mình khi trở về và đảm bảo phương châm 4 tại chỗ để quản lý chặt công dân trở về địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện huy động toàn bộ lực lượng duy trì chốt kiểm soát để quản lý chặt chẽ cửa ngõ vào địa bàn, cả đường bộ lẫn đường thủy, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, đến trưa ngày 4 tháng 10, huyện Tri Tôn tiếp nhận 3.486 công dân về địa phương, được bố trí tạm vào 12 trường học trên địa bàn. Qua test nhanh, ngành chức năng phát hiện 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã đưa đi cách ly theo dõi. Trong chiều ngày 4 tháng 10, huyện Tri Tôn tiếp nhận thêm khoảng 1.500 người về địa phương, bố trí tạm vào 2 trường học để xét nghiệm sàng lọc, lập hồ sơ cá nhân. Sau đó, huyện sẽ đưa về xã, thị trấn để quản lý cách ly tại nhà đối với trường hợp đủ điều kiện, đồng thời phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng để giám sát cách ly. Ngoài cấp phát gạo, các địa phương sẽ quy động thêm nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân. Đến ngày 4 tháng 10, huyện An Phú vẫn còn 40 ổ dịch với 40 khu phong tỏa, 1.056 hộ dân, 4.358 nhân khẩu. Mặc dù điều kiện phòng chống dịch rất khó khăn, thiếu thốn, nhưng huyện tập trung chăm lo cho bà con tự phát trở về. Ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập bếp ăn từ thiện để sẵn sàng cung cấp suất ăn cho người dân. Mặc dù thiếu nguồn lực, nhưng quan điểm của huyện là luôn chăm lo cho bà con trở về quê hương. Chúng tôi làm hết sức mình để cùng tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú, Ngô Công Thức nhấn mạnh. Tất cả địa phương trong tỉnh quy động hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tiếp nhận và chăm lo an sinh xã hội cho bà con một cách tốt nhất. Các ngành đoàn thể tích cực vận động xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thức ăn nhanh, nước uống, 3 buổi ăn một ngày cho người dân. Tình nguyện viên Ngô Thị Thùy Trang, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc chia sẻ, khi hay tin xã Vĩnh Châu tiếp nhận 120 người dân về cách ly tại địa phương, tôi xung phong tham gia dọn vệ sinh tại trường trung học cơ sở Phan Bội Châu. Ngoài 3 bữa ăn do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ, xã vận động bữa ăn tối cho bà con và tình nguyện viên làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Tuy vất vả nhưng thấy bà con về quê an toàn trong niềm vui, chúng tôi cũng vui lây. Mong rằng mọi người có ý thức thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh. Còn bà Nguyễn Thị Thu Dân, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành chia sẻ, thấy có người về đến địa phương mệt lả nên tôi cùng các anh chị trong xóm. Mua mì gói rồi nấu ít phần cơm hộp gửi vào khu cách ly. Mai tôi sẽ mua thêm ít sữa cho mấy đứa nhỏ trong đấy nữa. Dịch bệnh làm khổ bà con mình nên mọi người giúp được gì thì giúp thôi. Tất cả lực lượng trẻ xung kích đều ra trận. Phó trưởng ban phong trào tỉnh đoàn An Giang Nguyễn Phượng Thư cho biết, chúng tôi nhanh chóng bố trí lực lượng đoàn viên thuộc tỉnh đoàn, tuyển thêm 500 tình nguyện viên hỗ trợ người dân tại 3 điểm: trường trung học cơ sở Bình Khánh, trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, trung tâm văn hóa thể thao thành phố Long Xuyên. Các bạn tiếp nhận điều phối thực phẩm do các nhà hảo tâm chuyển đến, gồm nước suối, sữa, mì gói. Tỉnh đoàn đang tiếp tục hỗ trợ người dân tại các điểm cách ly trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Một số huyện, thị xã tiếp tục vận động thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân thực hiện cách ly và lực lượng tình nguyện viên làm nhiệm vụ. Trắng đêm, các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ ở các xã cùng dọn bàn ghế trong trường học, vệ sinh, bố trí chỗ ở sẵn. Do số lượng người tiếp nhận đông, một số bạn chở hàng thực phẩm đến gia đình cách ly tại nhà, đến tận khuya mới xong việc. Sau khi tiếp nhận, một số cán bộ đoàn viên được cử vào khu cách ly, hỗ trợ quản lý, hướng dẫn người dân. Số còn lại hỗ trợ đội test, tiếp tục đón đợt tiếp nhận công dân và vận chuyển lương thực. Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Quỳnh cho biết, ngày 3 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động cán bộ đoàn viên tham gia tình nguyện, hỗ trợ đón công dân từ ngoài tỉnh về điểm tập trung tại trường Đại học An Giang. Cán bộ công đoàn chuyên trách tự nguyện tham gia đợt đầu tiên đang tiếp tục phát động đoàn viên cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn thành phố Long Xuyên tham gia. Để đảm bảo cho đoàn viên làm nhiệm vụ được an toàn, mỗi người được hỗ trợ test trước khi ra về. Những người không về gia đình được bố trí nghỉ tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Chủ tịch Hội Liên nghiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn Dương Trước Minh chia sẻ, những ngày qua, các anh chị em làm việc hết công suất, phối hợp với các lực lượng tình nguyện địa phương, bếp ăn từ thiện, nấu 600 đến 750 suất ăn, phục vụ người dân tại điểm tiếp nhận và cách ly của huyện. Chúng tôi luôn cố gắng để người dân có đầy đủ bữa ăn, có đủ sức khỏe, tiếp tục phối hợp cùng địa phương chống dịch. Tại huyện Tịnh Biên, địa phương khẩn trương rà soát, nắm trường hợp về quê gặp khó khăn để có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò sư sãi A-cha, người có uy tín trong cộng đồng Khmer trong việc tuyên truyền bà con đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên, Châu Phirom cho biết, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi hỗ trợ ngay cho các gia đình trở về quê 10 kg gạo một hộ từ nguồn tỉnh phân bổ và xã hội hóa, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường vận động nhằm nâng cao khả năng hoạt động của các chuyến xe không đồng, gian hàng không đồng, cửa hàng 1.000 đồng và ATM gạo đang hoạt động để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ban ngành, đoàn thể địa phương, ban nhân dân khóm ấp nắm chắc danh sách, số lượng người về quê đang cách ly tại nhà để hỗ trợ khi cần thiết. Chỉ tính riêng trong ngày 3 và 4 tháng 10, các nhà hảo tâm doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ cho thị xã Tân Châu trên 300 triệu đồng để địa phương chăm lo cho công tác chống dịch. Nhiều phụ nữ trong khu cụm tuyến dân cư vượt lũ đã thức suốt đêm nấu chuối, bắp, khoai lang, mang đến khu cách ly tập trung để tiếp tế lương thực tuyến đầu, tiếp thêm thực phẩm nước uống, mừng con em mình trở về quê hương. Gia đình bà Nguyễn Thị Gốc, xã Tân An, thị xã Tân Châu có 8 người con. Cháu đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trong số này, cháu nội Đoàn Thị Hoàng Trang đã về đến địa phương vào chiều ngày 3 tháng 10. Bà Gốc rất vui mừng. Gia đình tôi vô cùng biết ơn chính quyền địa phương đã mở rộng vòng tay, tạo điều kiện đón cháu tôi trở về quê trong lúc này. Nghe theo khuyến cáo của địa phương, tôi đã động viên 7 người con cháu còn lại tiếp tục ở lại làm việc vì được tiêm mũi 2 vaccine hết rồi. Lực lượng vũ trang cũng sẵn sàng chia sẻ chỗ ăn nghỉ cho người dân. Các đơn vị thuộc Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh di chuyển gần 300 cán bộ chiến sĩ nhường doanh trại cho người dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cách ly tập trung. Đơn vị chuẩn bị nơi ăn ở sinh hoạt. Công dân về đơn vị cách ly tập trung được bố trí theo các khu riêng biệt dành cho nam và nữ, được bảo đảm ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn hàng ngày, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm. Những chủ trương hoạt động ấy trở thành những mảnh ghép đầy tình người, nhân văn, vẽ nên bức tranh tuyệt vời trong hoạn nạn, cùng chia sẻ khó khăn với người dân, giúp nhau vượt qua dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang đảm bảo an toàn, chăm lo đầy đủ cho người dân trở về quê. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Với vai trò là tuyến y tế gần nhất, trạm y tế xã Vĩnh Tế đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trạm y tế xã Vĩnh Tế nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, trạm y tế xã đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã thành lập đội phản ứng nhanh của xã, tổ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng để hướng dẫn từng hộ gia đình cách phòng chống dịch. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, trạm y tế xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, công an xã đi đến từng hộ gia đình, rà soát các trường hợp trở về địa phương, người đến từ vùng dịch để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, vận động hướng dẫn người dân khai báo y tế. thường xuyên đến từng địa bàn để thăm hỏi, động viên đối với những gia đình có công dân đi cách ly hoặc cách ly tại nhà. Trạm đã phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, đặc biệt là việc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tăng cường tư vấn cho người dân có con em ở những vùng dịch để họ không lo lắng hoang mang, cấp phát tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại 4 trên 4 ấp, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế. Trong thời điểm hiện nay, ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm được trạm y tế xã Vĩnh Tế ưu tiên hàng đầu là công tác phòng chống dịch COVID-19. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Y tế thành phố, nên các hoạt động phòng chống dịch vẫn được triển khai chủ động quyết liệt, bên cạnh việc hoàn thành tốt các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn. Đối với hoạt động khám chữa bệnh tại trạm, để đảm bảo phòng dịch, người dân đến trạm được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và được khai báo thông tin tiền sử bệnh lý, dịch tễ. Đồng thời, trạm luôn chủ động các kế hoạch phương án về hóa chất, thuốc men, phương tiện nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phòng chống dịch của địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông, tư vấn cho người dân luôn được trạm y tế xã chú trọng và thường xuyên tăng cường thực hiện. Từ việc lồng ghép tuyên truyền tư vấn cho người dân đến khám tại trạm, phát trên loa truyền thanh xã tư vấn trực tiếp khi đi giám sát tại cộng đồng. Được biết đến nay, trên địa bàn xã Vĩnh Tế có 7 trường hợp F0, trong đó có 1 ca cộng đồng, 6 trường hợp khỏi bệnh, 1 trường hợp đang điều trị tập trung, 22 trường hợp F1, 57 trường hợp F2. Hiện nay trên địa bàn xã có 12 trường hợp đang cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, trạm đã thực hiện tốt việc test kháng nguyên nhanh cho 6.485 hộ dân. Cho đến nay, đơn vị vẫn làm tốt công tác phối hợp trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo tinh thần chỉ đạo của các cấp và làm tốt công tác tiếp nhận công dân từ vùng dịch về đúng theo quy trình và đưa đến các khu cách ly y tế theo quy định. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm mỗi người dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cả cộng đồng. Chính từ tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ y tế địa phương, đa phần người dân đều đồng thuận và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch được triển khai trên địa bàn, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn và không tụ tập đông người. Thời gian tới, trạm y tế xã Vĩnh Tế tiếp tục thực hiện tốt công tác khai báo y tế, theo dõi giám sát chặt chẽ người trở về địa phương và quản lý người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà. Bố trí nhân lực hợp lý trong phân công theo dõi giám sát người cách ly y tế tại nhà, tham gia trực chốt lấy mẫu cũng như thực hiện các hoạt động chuyên môn tại trạm. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân tích cực hưởng ứng, chủ động chấp hành các chủ trương biện pháp phòng chống dịch bệnh của các cấp và của địa phương. Đặc biệt xây dựng kế hoạch phương án và chuẩn bị, dự trù hóa chất, vật tư, phương tiện nhân lực. Triển khai công tác trực phòng chống dịch 24 trên 24 giờ và báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày cho cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời mọi tình huống. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, trạm y tế xã Vĩnh Tế đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng, an toàn cho người dân. Trạm y tế xã đã và đang tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch ngay từ tuyến đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các trường học trên địa bàn phường Vĩnh Huân đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bằng hình thức học trực tuyến. Theo đó, phương án tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không thể tham gia học trực tuyến, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn VnEdu hoặc gửi tài liệu photo đến các em làm bài. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường, nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến. Để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả, giáo viên và học sinh phải được trang bị các thiết bị như điện thoại thông minh, laptop hay iPad, phải có Internet, Wi-Fi hay đăng ký sử dụng 3G, 4G. Đối với học sinh nghèo, học sinh khó khăn, nhà trường đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động hỗ trợ thiết bị, dụng cụ học tập cho các em. Hoạt động dạy học trực tuyến phải bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình học. Phần mềm dạy học trực tuyến phải có chức năng giúp giáo viên giảng bài, hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập, đồng thời cho học sinh có thể học tập qua kênh truyền hình VTV7, HTV2 hay truyền hình An Giang. Tuy nhiên, phương án học trực tuyến vẫn còn một số hạn chế. Một số giáo viên chưa kiểm soát chặt việc học tập của học sinh chưa năng động, thiếu kỹ năng hợp tác, dẫn đến chất lượng chưa cao. Việc sử dụng công nghệ thông tin của giáo viên và học sinh không đồng đều, đặc biệt giáo viên lớn tuổi, học sinh tiểu học chưa biết sử dụng máy tính. Để triển khai hiệu quả phương án dạy học trực tuyến cũng như quản lý tốt việc học sinh học tại nhà, các trường yêu cầu giáo viên có biện pháp để quản lý tốt lớp học, thực hiện nghiêm túc việc soạn nội dung dạy học trực tuyến phù hợp với đối tượng học sinh, theo dõi điểm danh quản lý, kiểm tra, đánh giá sau mỗi nội dung học tập, ghi nhận học sinh học tập không nghiêm túc, báo cho giáo viên chủ nhiệm. Đối với giáo viên chủ nhiệm, phải công khai lịch dạy học của giáo viên để cha mẹ học sinh biết và theo dõi hỗ trợ. Phối hợp và hỗ trợ giáo viên bộ môn thông báo tài khoản, mật khẩu cho học sinh, đôn đốc nhắc nhở học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy học tập. Qua đó, góp phần bảo đảm đầy đủ nội dung, mục tiêu, chất lượng dạy học, vừa đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.